Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân Quyền Ba Tri phát động, được cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia. Qua đó có nhiều tấm gương cán bộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo thu nhập cho bản thân gia đình, có phần xây dựng quê hương đất nước. Chị Nguyễn Thị Loan ở khu phố An Lợi, thị trấn Tiềm Tôm là một điển hình giới mô hình chế biến cá khô. Những năm trước đây, cuộc sống gia đình chị Loan chủ yếu nhờ vào thu nhập từ nghề làm thuê đánh bắt thủy hải sản của chồng và tiền làm thuê làm mướn của chị, nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Năm 2016, do sức khỏe giảm, chồng chị Loan không thể tiếp tục công việc, không có thu nhập nên cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Không trùng bước trước hoàn cảnh, chị Loan cố gắng tìm công việc phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình để sản xuất kinh doanh tạo thu nhập. Sau nhiều đêm trăn trở, thấy nguồn hải sản được ngư dân đánh bắt là nguồn nguyên liệu ổn định, sẵn có của địa phương, nên chị Loan quyết định đầu tư nghề chế biến cá khô. Với mong muốn tạo công an việc làm cho chính hai vợ chồng, tạo thu nhập, đồng thời nâng cao giá trị thủy sản đánh bắt của địa phương. Cá khô được chị Loan chế biến theo cách truyền thống, chủ yếu là cá đồ, cá mối, cá lưỡi trâu. Sau khi mua giày, chị làm sạch rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Khi trời mưa thì sử dụng quạt điện, không sử dụng quá chất để ướp, xé khô. Sản phẩm cá khô làm ra là sản phẩm sạch, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Mặn khô này có chất lượng cao, trước tiên phải mua cá, phải cho tươi. Thì mặn cũng muối cho nó trắng, cho sạch đẹp vậy đó, muối chứ không có quá chất gì hết. Cũng như là mình mặn thiên nhiên. Toàn bộ là cũng như là muối trắng, thì muối thì phơi gì chứ không có tẩm các cái thứ gì hết mặn cá cho đẹp, mặn khô cho nó tắn đẹp thì bạn hàng nó mới u chuộng. Chị Loan cho biết nếu trời nắng tốt thì cá phơi khoảng 18 giờ sẽ khô, trung bình 2,5 kg cá tươi sẽ chế biến được 1 kg khô. Hiện tại không chỉ có vợ chồng chị Loan làm công việc này mà còn có 4 lao động ở địa phương cùng tham gia. Bình quân mỗi ngày, gia đình chị bán ra thị trường 250 kg khô, giá dao động từ 70.000 đến 110.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, trả công lao động chỉ còn lại trên 1 triệu đồng. Từ kết quả này, chị Loan được bình chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện. Cái mô hình chế biến khó khô này sẽ hội nông dân thị trấn sẽ nhân rộng uh, cho nhiều cái uh, khởi nghiệp cho nhiều cái uh, hộ để uh, làm sao nâng tầm cái uh, sản phẩm uh, chế biến cá khô uh, xâm nhập cái thị trường để góp phần cho nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vươn lên từ mảnh đất quê hương cũng như góp phần với địa phương của thị trấn Tiệm Tôm, huyện tỉnh xây dựng sớm cái thành công cái đô thị dân minh. Mô hình chế biến cá khô của chị Nguyễn Thị Loan đang được hội viên nông dân ở thị trấn Tiệm Tôm nhân rộng. Qua đó không chỉ tạo thu nhập cho bản thân mà còn duy trì và phát triển làng nghề chế biến cá khô truyền thống của địa phương.